gặp lại nhau. Dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau. Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Anh đến mua đồ chứ hả? Muốn coi live show. Anh nhớ em không? Anh nhớ. Em nè. Ờ. Anh đã. Anh đây nè. Nhớ em không? Anh nhớ mà. Công tằng tôn nữ thỉnh đu toàn ten Nguyễn Thị Thúy Huệ của anh nè. Anh biết rồi. Ai đây? Ờ ai đây? Tôi là người yêu cũ của anh Đạt. Còn đây là vợ. Đây. Em đừng em. Đây vợ anh. Dạ. Anh tại sao vậy? Tại sao đối xử tàn tệ với tôi như vậy? À, trời. Tại sao vậy? Tại sao đưa người yêu cũ của anh đối diện với con vợ của anh?